tất cả mọi người, lại là Vân đây. Chào mừng mọi người đã đến với vlog của Vân, góc nhỏ của Vân. Và ngày hôm nay thì Nhân bây giờ đang là trời cũng khá là tối rồi và mẹ đang nấu cơm. Cho nên là cũng đói bụng quá và mình sẽ đập một cái tập. Tập ngày hôm nay là toàn đồ ăn mọi người. Mình sẽ đập đồ ăn thôi. Như các bạn thấy là đây, mình sẽ có những cái hộp như thế này. Ở đây là một cái bộ, nguyên một cái bộ luôn, đây là thức ăn nhanh fast food nha mọi người. Đập nhỉnh này xong nhớ Mỹ quá. Rồi, đây là đồ ăn Nhật và đây hình như không biết nữa, không chưa mở ra. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đập tập này. Và giống như mọi người cũng đang nghe là mỗi lần mà mình đang đập hộp gì đó thì sẽ nghe tiếng mẹ mình nấu ăn nha. Mèo ơi, mèo đâu rồi? Tập vlog này mà không có mèo là buồn lắm. Mèo ơi mèo, mình đã quá nhiều hủ tí tinh. Ủa, cái này mình tưởng là đồ ăn gì, nó không phải là đồ ăn mọi người ơi. Mình nhìn lộn rồi. Đây là cái tủ. Cái tủ chứ không phải là đồ ăn. Quá trời quá đất. Nghe giọng mẹ đang cười. Mẹ đang cười chuyện gì đó. Nói chung là mình hơi bị trật nhịp nhẹ khúc này. Là mình tưởng là đồ ăn nhưng nó phải là đồ ăn, nó là cái tủ. Tủ này thì có con mèo. Cái dĩa, cái bánh, hai cái bánh. Đây, ta-da, ly nước, ly trà. Đây, đây là bộ này. Tiếp theo sẽ là hộp này nha mọi người. Đây, đây, đã xuất hiện đồ ăn rồi mọi người ơi. Mọi người đã đoán ra được món gì chưa? Các em bé đã đoán ra được, các con đã đoán ra được món gì chưa? Đó, giống như mình đang ngồi đọc hộp thì các bạn thấy là mẹ Vương đang đánh trứng. Đây, khoai tây burger. Đây, cái này mình bỏ vô đây. Đó, ly nước ngọt. Đây là kem á, mọi người hay ăn đồ ăn thức ăn nhanh có kem. Và cuối cùng là cái hamburger. Nói chung là Vân rất là thích ăn đồ ăn fast food. Đợt lúc mà Vân thi, mà Vân đi Mỹ á, hầu như là Vân ăn đồ ăn fast food với lại Vân ăn đồ ăn châu Á mà. Và ngày nào cũng đòi anh Hoàng là mua hamburger ăn lẹ. Rồi xong rồi uống cà phê. Tiếp theo đây, mọi người ơi, mọi người, lại là món gì đây? Wow, cũng một mâm luôn. Tiếp theo đây sẽ là một loại fast food. Lúc mà trong cái khoảng thời gian mà cách ly á, cái em buồn, em không có gì làm, xong rồi cái ngày nào em cũng đặt đồ. Ngày nào cũng đặt đồ mà đặt đồ chơi á. Nói như các bạn thấy là mở cái hộp ra là nó có nhiêu đây. Nó có rất là nhiều những cái hộp nhỏ. Đó, dễ thương quá à. Cái này là bánh pizza. Cái này là bánh pizza có chai nước ngọt nữa nè. Trời ơi, đúng luôn. Chai nước ngọt. Chứ mà Vân cũng không biết tại sao Vân lại đam mê những cái món đồ chơi như thế này nữa, mình thích lắm. Đây, pasta. Mà mọi người ơi, nó còn một cái nữa là nó có cái ống hút nữa. Rất nhiều đồ ăn, rất nhiều đồ ăn. Bình tĩnh, tự tin. Mình sẽ còn đọc hợp rất nhiều đồ ăn, rất nhiều đồ ăn của buổi tối ngày hôm nay. Chuỗi series lân ký cùng Vân. Tiếp theo đây sẽ là món gì đây? Cơm. Ủa, cái này là mì gà. Quá dễ thương mà mọi người. Rút ra được luôn. Y như thiệt. Hồi hộp quá. Wow, ngày hôm nay mình quá nhiều đồ nha. Đây, ta-da, siêu dễ thương. Và món này sẽ là món gì?
món gì mà mình thấy có chân gà. Chân gà nữa ha. Món em thích. À cái đó là gà viên. Trời ơi, món em hay ăn luôn. Đó. Ta-da. Vậy là mình còn một món ăn cuối cùng của tập độc hợp ngày hôm nay. Đùi gà. Một cái dĩa. Đây. Và ngày hôm nay thì đã xong tập độc hợp đồ ăn fast food của Vân. Và mọi người có thể nhìn thấy là ở đây có rất là nhiều những cái bộ đồ ăn rất là đáng yêu, siêu đáng yêu, siêu nhỏ, siêu đáng yêu. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip độc hợp đồ ăn nhanh của Vân ngày hôm nay. Và hãy tiếp tục theo dõi những video clip mới của Vân. Và đừng quên bấm theo dõi, like, share trên kênh Khánh Vân Official nhé. Và xin chào và xin hẹn gặp lại.